Xin chào các bạn đến với kênh mình ha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn công viên nước Mỹ Tho nha. Mình sẽ quay quang cảnh lúc sáng các bạn. Buổi sáng thì ở đây mọi người ra tập thể dục buổi sáng nhiều các bạn. Quang cảnh rất là mát mẻ luôn. Này là giếng nước lớn. Ở Mỹ Tho có hai giếng nước. Bên đây là giếng nước lớn, phía bên kia là giếng nước nhỏ hơn một tí. Thank you.
đúng rồi. Cái cuốn bò này bỏ hiểm nha, nói có camera quay phim kìa. Rồi chú đá hay quá. Cái nhỏ, cái tôi cho mày trả tiền sáng nè. Rồi. Rồi chú đá giỏi thiệt luôn á. Rồi, đá bên mình đi. Đá bên mình. À. 48 bao nhiêu trận đá? 48. 48. Vô. Vô. Rồi. Hỏi nhận cái này. Ngoài hả? Không chơi. Chạy cái đi. Chạy hoài à. Chạy đâu? Chạy đâu? Rồi đá vậy tao mình. Mới đá thì chạy chồng đi luôn mình. Chạy chín, cái này 96 nè. Đá gì luôn nè. Bỏ đi. Rồi 96 ăn luôn nè. Đừng thả nữa. Thả mấy hương nãy giờ như nó đủ rồi. Có đá thì thôi. Đó. Đi. Nên không đều ăn luôn cho các bạn. Được chứ. Lửa chưa rung. Đây nè.
Hay quá. Thank you.